nghe nhạc là trẻ ra, trẻ ra đấy. Nói chung là mới 60 tuổi, đàn bà thì không thích vào công nhạc nữa rồi. Đấy, đây đây chú đây ạ. Đấy, chú đây là... Nghiện cái này hơn nghiện đàn bà rồi, bây giờ đấy. Hơn 60 tuổi, đàn bà không thích nhưng ca nhạc vẫn phải thích. Em nhá, hôm nay thì chúng em đang có may mắn vinh dự khi tiếp chú khách hàng ở Đê La Thành. Và chỉ xem trên vô tuyến thôi, điện thoại dùng điện thoại đen trắng, không xem được Zika trên YouTube. Chú đã theo dõi kênh Chúng Cháu lâu chưa chú? Lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi ạ? Hơn 5 nay. À, hơn 1 năm nay theo dõi Zika trên YouTube. Chắc là xem trên vô tuyến thì chú vô tuyến đã đăng ký cho cháu chưa? Chẳng biết đăng ký nào. À, xem trên vô tuyến thì không biết đăng ký. Đúng rồi, trên vô tuyến với cả không đăng nhập thì không đăng ký được. Ê, hôm nay chú đến thì ủng hộ Zika chúng em một con súp. Đang cho chú xem con súp T9i. Con này thì nó một bát mặt không gian showroom của chúng em đây. Ờ không dùng mà nó thì ca sĩ Trung Bầu đang giới thiệu cho chú con súp đây. Chúng mời chú lại xem cái chi tiết con súp này luôn. Súp này là súp bát 30, nó 2 bát cộng hưởng ạ. Con này thì nó không có lỗ thôi. Bản này là bản bát 30, 2 bát cộng hưởng. Một bát mặt là bát điện, bát dưới gầm là bát cộng hưởng. Kích thước của nó là 40 x 40 x 40. Duy cái chiều cao thì em cũng đã nói các anh em là nó sẽ tăng lên khoảng 4 phân cái chân. Màu đen bóng piano rất là sang trọng. Màu đen piano cực kỳ sang trọng luôn. Showroom của Zika chúng em thì hiện tại đang có rất nhiều những cái sản phẩm trưng bày. Các anh em đến để có thể xét được luôn cho anh em, không cần phải vào kho mở hộp hay các thứ nữa. Còn đối với anh em đặt hàng xa thì chúng em lại tiếp tục lấy hàng trong kho ra và test và kiểm tra cho anh em. Và đến đây thì em cũng xin thông báo luôn một chương trình, đó là Zika đang có một cái chương trình áp dụng cho 5 bác khách hàng may mắn đầu tiên. Để may mắn nhé, nếu như bộ cấu hình này combo thì em đưa ra chắc chắn là phải may mắn mới nhận được, vì chỉ có 5 đơn hàng thôi. Và độ hot của cặp VK938 thì đang cực kỳ hot, hot on hot luôn nhá, rất là nóng trên thị trường âm thanh hiện nay. Cặp loa bass 40 VK938 này ghép với cục đẩy 2 kênh D800, ghép với con van KM360 và bộ mic VK49 sẽ được giảm giá lên đến 5 triệu đồng, sẽ được giảm giá 5 triệu đồng. Giá gốc tham khảo là 26.500.000, nay còn 21.500.000. Chỉ áp dụng 5 đơn hàng thôi nhé, 5 bác khách may mắn và sẽ miễn phí ship toàn quốc và sẽ đi bàn giao lắp đặt cho anh em cho bán kính là dưới 100 km, vì đơn hàng này chúng em đã khuyến mại quá nhiều rồi. Đó, đây, còn đây là chú khách hàng, cũng bác khách hàng, gọi bác cho trẻ đi. Đang đấy, đang xem, biết xem gì không? Vang KM360 đấy. Xem để chỉ cái vang cơ là không biết gì. Đấy, chú cứ xem đi ạ. Đấy, xem xong về áp dụng chỉnh cho nhà mình. Rất tỉ mỉ, rất chi tiết. Chú có chia sẻ là theo dõi Zika được hơn 1 năm trên TV. Hỏi đăng ký kênh Zika chưa, bảo không biết đăng ký. Buồn quá. Đây, các anh em xem nhé. Và xem trên di động để biết đăng ký. Đấy. Con cục gạch này thì không xem YouTube rồi, nhưng xem ở trên TV. Đấy, cái độ phủ sóng của Zika và thương hiệu uy tín như thế này thì anh em ủng hộ gần xa này. Bác cũng như là tôi gọi là chú đi. Đầu tóc bạc hết rồi, vẫn thích đam mê âm thanh. Nghe nhạc là trẻ ra, trẻ ra đấy. Nói chung là mới 60 tuổi, đàn bà thì không thích vào công nhạc nữa rồi. Đấy, đây đây chú đây ạ. Đấy, chú đây là... nghiện cái này hơn nghiện đàn bà rồi, bây giờ đấy. Hơn 60 tuổi, đàn bà không thích nhưng ca nhạc vẫn phải thích. Đấy, cháu đang quay video, cháu đang YouTube để làm kỷ niệm. Tí chú về chú xem phim là thằng đấy đấy. Chú cái cháu xin tên quý danh của chú ạ. Chú tên là gì ạ? Trương Hải Long. Chú Long à? Trương Hải Long ạ. Chú Hải Long, chú ở Đê La Thành. Đường Giảng Võ Đê La Thành hôm nay đã phi xe máy sang tận Zika trong một buổi chiều đẹp trời để ủng hộ Zika một con súp thôi. Một con súp thì chúng em vẫn đây, nhiều bác cứ bảo là Zika chỉ bán combo không bán đồ lẻ, hay là bảo là khách đến mua combo mới tiếp, không tiếp đồ lẻ. Đây, hôm nay anh em xem này, đấy, bất cứ một cái sản phẩm, kể cả anh em đến mua một sợi dây hay là đến chúng em tặng một sợi dây, cũng đều ngồi pha chè uống nước tâm sự vì sao chúng ta cùng niềm đam mê ạ. Đó là những cái mà chúng em đang làm rất là tốt, từ dịch vụ, từ đến cung cách bán hàng, hay là tiếp đón, hay là phục vụ các anh em. Ok, xin khép lại video đây nha, một video ngắn để anh em thấy được là Zika hoạt động và rất nhiều anh em đến tận nơi để ủng hộ Zika chúng em. Đó, xin cảm ơn chú Long. Xin chào tạm biệt chú Long nha. Ok, lại tiếp tục. Tại mà anh khách hàng đẹp trai nữa đến với Zika. Các chị sao anh? Em đang quay làm kỷ niệm anh ạ. Rồi.
sang làm việc nhá, để chúng em tiếp tục vào công việc tư vấn những đơn hàng combo ạ.